Ờ, em sao đấy nhờ? Bài dễ như thế này mà nhảy hoài không xong vậy? Anh nói thừa em hả? Tại em mặc đồ này không có hợp nên mới không có nhảy chứ bộ. Bộ kia xinh quá kìa anh. Giờ anh chắc anh đi mua bộ đó đi, em nhảy đẹp liền cho anh coi. Em có chắc không đó? Em chắc mà. Đi. Trời ơi, đồ đẹp quá hả? Sao? Xin không anh? Đi, tính tiền. Ủa, em nói em mua có một bộ kia thôi mà. Em mua có mấy bộ đồ mà anh cũng cần nhận em nữa. Anh hết thương em rồi hả? Rồi, rồi, em lấy gì em lấy đi. Thanh toán, đi. Quẹt thẻ giùm em đi chị. Dạ của anh là 4.302.000 kém 1 đồng ạ. Hả? Kỳ này em mua ít đồ quá vậy? Chị có tính thiếu bộ nào không chị? À không có đâu. Tháng 6 này là đợt sale kinh điển nhất, do là sinh nhật lần thứ 7 của VM nên shop sale đồng giá đến 12 tháng 6 lận. Ngoài ra shop còn chuẩn bị 7.777 phần quà cho các khách hàng bốc thăm may mắn. Đặc biệt vào ngày 6 tháng 6 từ 8 giờ tới 10 giờ sẽ áp dụng sale đồng giá 16k cho các sản phẩm giá dưới 76k. Chị về thẻ liền cho em đi chị. Chị mà nói nữa là